Đây là tép với cả tép rang mỡ với cả hành khô nhé. Thì đầu tiên là đun mỡ nóng này, xong là hành khô đã đập dập hoặc là thái nhỏ cho vào phi thơm lên, xong là cho tép vào đảo lên. Nếu trời nắng thì mọi người có thể là cho thêm hành hoa hoặc là cho thêm lá chanh, là tùy tùy sở thích, tùy cách ăn uống. Thì mọi người ví dụ chẳng hạn như là mọi người mà muốn tiết kiệm thì có thể là đổi là dùng bỏ hành khô đi mà trồng hành hoa, xong là dùng hành, trồng một tí hành hoa thì đầy luôn, thì dùng hành hoa, dùng cái cuộn hành hoa phi thơm lên, xong rồi là đảo lên, xong là cho tép vào, mắm muối các thứ vào, xong là cho cộng hành hoa vào. Như thế thì màu nó vừa đẹp hơn, trông nó hấp dẫn hơn mà nó vẫn thơm mà nó lại rẻ tiền hơn ấy. Thì thực ra là đây là một cái cách ăn mà rất là kinh tế luôn, tại vì là tép này là nhớ tùy nơi bán, có nơi bán 60.000 hoặc 70.000 hoặc 50.000 một cân, có nơi bán 120, có nơi bán 150, 180, nó cùng là một loại nhưng mà mọi người ăn lãi khác nhau. Mấy cả cái nguồn bán khác nhau, ví dụ chẳng hạn như là nguồn người ta bán từ online, từ vùng biển ấy, thì là nó rẻ hơn. Còn nếu như trường hợp mà mọi người qua nhiều cầu xong là đổi lãi nhiều lần lên thì nó sẽ cao hơn, rồi là cái tỷ lệ ăn lãi của người bán khác nhau thì nó sẽ giá nó sẽ khác nhau. Thì món tép này là một món mà rất là dôi luôn. Mọi người hình dung là làm ruốc, làm thịt thăn lợn xong làm ruốc ra thì ăn rất là tiện và rất là dôi rồi. Thì cái món này nó cũng dôi y như thế, tức là lúc nào ăn để đảo vèo cái là xong. Mà tép này nó cũng dôi nhất, ăn với cơm nó cực kỳ dôi luôn. Mua lửa cân tép thì ăn thôi rồi, thì dôi hơn cả thịt lợn làm ruốc, mà nó cũng tiện, nó nhanh. Hay là ví dụ chẳng hạn như là mình làm nó nhanh, ví dụ mình làm mà ngại làm thì một ngày làm xong là ăn 3 bữa, cho vào tủ lạnh ấy, cho vào hộp, làm một lần đậy vào hộp cho vào tủ lạnh, đến lúc bỏ ra nó cũng rất là dễ ăn, nó cũng không bị đợi cho nó hết nguội, đợi cho nó hết lạnh thế xong rồi ăn, nó cũng rất là nhanh, nó cũng không mất thời gian như là làm những món đồ ăn khác. Rất thích hợp vào những cái dịp bận mà đồ thực phẩm, đồ tươi không để được lâu, xong rồi để cái này thì nó tiện mà lại không mất công làm nhiều, cực kỳ thích hợp trong lúc bận, lúc cần tiết kiệm hoặc là lúc mà quá chán thịt các thứ rồi muốn đổi vị đi, để cho tăng kích thích khẩu vị cho ngon miệng. Chỗ này là mình mua nửa cân tép khô. Ôi dồi ôi, nấu canh, bắt khoảng 30 ra nấu canh, xong rồi bắt đầu là lẫn tôm đồng, xong rồi bắt đầu nó lẫn tôm nhỏ, bóc khoảng bao nhiêu ra nấu canh. Thế xong rồi bắt đầu là còn phi hành phi với cả hành hoa lên để ăn, rồi ăn bao nhiêu rồi thế là vẫn còn đây. Mua có nửa con tép 60.000 mà dôi ơi là dôi luôn. Bình thường là mọi người mà nấu canh, tức là cái món tép này mọi người có thể làm được hàng hơn 100 món cùng với cả món tép này. Như những cái món món nấu canh các thứ nhá, mọi người cho tép vào ăn nó đậm đà, nó thơm hơn hẳn luôn. Kể cả như là canh cua rau đay với cà, bắt đầu cho quá quá này, tép này ra ăn nó cũng ngon, nó đậm đà hơn. Mình cứ thỉnh thoảng mình nấu canh canh nọ canh kia, mình cho thêm một tí vào, mình thấy nó thậm chí đôi khi xào ấy, mình cho thêm tép vào, mình thấy nó cũng thơm và nó đậm đà hơn, thì nó tăng vị ngon cho món ăn. Nó có rất nhiều cách làm, từ việc là mọi người cho vào nấu các loại canh này, cho nấu nhiều loại canh này, cho đến việc là mọi người là phi thơm hành khô nên xong bắt đầu cho cái này vào đảo, hoặc là mọi người đảo với cả hành hoa, hoặc nói chung là loại là nó có nhiều cách làm lắm. Tính sơ sơ là nó có rất nhiều món là có thể làm với cả cái món tép này. Thì cái món tép này nó rất là thuận tiện để theo kiểu là mọi người muốn tiết kiệm và kinh tế, muốn bổ sung chất trong thời kỳ mà cần tiết kiệm ấy, thì món này còn dôi hơn so với cả ăn ruốc. Nó rất là dôi luôn ấy, nó rẻ lắm, vì nó ăn nó cực kỳ dôi, dôi hơn cả ăn ruốc luôn mà nó lại tiện. Một là cần tiết kiệm, hai là theo kiểu là mình có những cái thời kỳ mình nhận dự án xong bắt đầu mình bị căng thẳng, mình bị hạn chế, mình nhận mình làm dự án thì xong bắt đầu là mình phải chạy đua với thời gian đấy. Thế thì lúc đấy là mình không có thời gian để đi chợ, mà nhiều khi gọi mọi người đi nhờ đi vả nó cũng rất là mất công, nó cũng mất thời gian, cũng sốt ruột. Hay là cái kiểu là bắt đầu là cứ lịch kịch nấu nướng, bắt đầu lúc rảnh thì bày ra món nọ bày ra món kia, chứ đến lúc mà bận thì cái việc mà cứ nấu nướng là khiến là phát điên lên vì cơm với cả nước, tại vì không chịu nổi cái thời gian chờ nấu cơm ấy, thì nó mất thời gian, nó lâu lắm. Thì trong trường hợp như thế thì cái món tép này rất là tiện luôn, làm một bữa ăn 3 bữa nó không sợ thiêu như là những cái món
không sợ thiêu với cả không phải mất thời gian đun đi đun lại nhiều như là những cái món thực phẩm tươi kia, thì nó rất là tiện luôn. Thì một là tiết kiệm này, hai là để đổi món này, để hai là cần tiết kiệm thời gian vào những kỳ thời kỳ gấp mà mình gọi là muốn là mình là muốn ăn theo kiểu tiện dụng nhanh chóng. Và cái thứ ba là mình muốn là gia tăng độ ngon của những món ăn hàng ngày, mình có thể là mua thêm thì nó tăng chi phí so với cả việc mình nấu nướng bình thường, nhưng mà nó sẽ gia tăng độ ngon cho món ăn. Thì hoặc là cái cách thứ tư là mọi người là có thể là theo kiểu như kiểu là mình ăn quá nhiều cái gì mình cũng sẽ cảm thấy chán. Ví dụ ăn một hai con vịt quay ban đầu thì thấy ngon, ăn đến con thứ ba nó cảm giác như là bã bã khó nuốt rồi. Ăn ví dụ chẳng hạn như là ăn thịt, ăn một hai cân thịt đầu thì còn cảm thấy ngon, chứ ăn đến chứ ăn thêm thịt lợn thì có khi lại cảm thấy là nó cũng khó nuốt, nó rắc răng, nó nhão nhác ra. Nói chung là cái gì cũng thế, ăn nhiều là cũng không ngon. Ăn nhiều mình sẽ cảm thấy ngon, kể cả từ hải sản, thịt, gia cầm cho đến là gia súc, rồi tất cả các món món gì cũng vậy, mình cứ ăn vừa phải thì mình ăn vừa đủ ý thức thì mình thấy ngon. Nhưng mà mình mà ăn nhiều quá mình sẽ thấy không ngon, mà những cái lúc mà nó không ngon như thế á, mình cảm thấy là món ăn nó khiến cho mình ăn nhiều quá một món, nó sẽ gây cảm giác buồn nôn và không ngon miệng nữa. Thì những cái lúc như thế nhé, thì mọi người giảm thêm vào những cái món tép này, ăn xen kẽ vào đấy nhé, nó sẽ làm gia tăng cái độ ngon của món ăn. Khi đấy mà mình ăn ăn món tép vài bữa xong là mình quay lại mình ăn thịt mình lại thấy ngon. Đấy đấy là cái cách mà ví dụ như là mình xen kẽ như thế đấy, thì mình sẽ làm gia tăng độ ngon của món ăn hơn đấy. Rồi mình cân bằng các món ăn thì mình sẽ cảm thấy là nó tăng độ ngon của món ăn. Mình đang ăn nhiều thịt, thế xong là bắt đầu là mình chuyển sang mình ăn tép, mình thấy món tép này ôi trời ơi ngon, dã man là ngon. Mà cái tép khô này lại để được quanh năm, mình mua xong mình ăn không hết, mình cứ để đấy được. Thì mà ví dụ đang ăn tép này, ví dụ đang chán thịt xong mình chuyển sang ăn tép, xong mình quay lại mình ăn các loại thịt gia cầm, gia súc hay hải sản, mình lại thấy hải sản ngon bình thường, mình lại thấy thịt gia cầm gia súc lại ngon bình thường, mình không thấy chán nữa. Thì mình thấy là nó là một cái cách, mà nó là một cái món mà kèm vào để mình gia tăng độ ngon ấy, gia tăng độ ngon cho món ăn, thì mình thấy cũng rất là ok luôn ấy. Mọi người thử xem sao. Mà nó cũng bổ sung chất đạm đấy.